Zango trắng. Cho một tập rõ biển số của bán tải Zango trắng nhé. 19C18885. Khu vực đầu vào đại lộ Thăng Long hướng đi nội thành. Đoạn đường này quy định tốc độ là 60 km/h. Tuy nhiên nhiều phương tiện lại chạy quá tốc độ cho phép. Với lỗi vi phạm này, anh Dũng sẽ bị xử phạt 900.000 đồng và tạm giữ giấy phép lái xe 7 ngày. Anh vi phạm tại tuyến 1 km số 3, tốc độ ghi nhận của anh tại thời điểm đấy là 69 km/h. Mình ít đi qua lại nên cũng không để ý lắm. Là hôm nay cũng có vội một chút công việc là do người nhà đi khám chữa bệnh. Vì nó nắng quá nữa. Chứ lúc nãy là tôi đã để ý rồi, tôi bảo về chỗ này là phải cẩn thận, không có là công an là bắt ấy. Thế nhưng mà chả hiểu sao. Cái biển đấy nó cũng không khó nhìn. Tức là ai phải đi quen cái đường này thì mới biết là đến cái đoạn đấy là hạn chế tốc độ. Mọi lý do đều được đưa ra cho những lỗi vi phạm. Rất nhiều trường hợp chạy quá tốc độ tới hàng chục km/h. Đây là tuyến cao tốc nội thành, lưu lượng đông, với nhiều loại phương tiện, nhiều nhánh rẽ. Nếu chạy quá tốc độ sẽ dễ xảy ra tai nạn nghiêm trọng. Không chú ý quan sát các cái biển hạn chế tốc độ. Thứ hai là do kết cấu hạ tầng trên tuyến đường Láng Hòa Lạc này cũng tương đối là tốt, cho nên việc mà di chuyển với tốc độ cao thì tài xế cảm thấy là an toàn, không làm chủ được tốc độ dẫn tới tai nạn giao thông đối với các phương tiện đi liền kề phía trước, hoặc là khi có tình huống xảy ra ở trên đường bất ngờ thì người lái xe không làm chủ tốc độ của mình. Sẽ là thường xuyên và liên tục trong một cái thời gian rất là dài, đặc biệt là với những cái trường hợp mà không xử lý trực tiếp khi phát hiện ra vi phạm, có hình thức xử lý đấy là phạt nguội, sẽ thông báo đến chủ phương tiện có hình thức xử lý và đình kiểm. 30:00183, tốc độ 65. Chỉ tính trong 3 tháng gần đây, lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội đã xử lý gần 1.500 trường hợp vi phạm tốc độ. Thời gian tới, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục ra quân tuần tra kiểm soát vào nhiều khung giờ khác nhau để đảm bảo trật tự an toàn giao thông.